Anh hãy nhớ chuẩn bị vận hành nghe. Mình rõ ràng là anh thường xuyên lên đường Zoom là cả một cái kinh nghiệm quý báu cho anh hai. Và thực sự khi mà đi qua bên Canada, bên Mỹ, nhìn thấy những cái clip mà quê quay anh hai nằm trong bệnh viện mà chắp tay niệm Phật cầu thân, em cảm động vô cùng. Em đưa cái clip đó lên cho các vị đó, người nào cũng cảm động rơi nước mắt. Xin thưa thật là chính mình lên đường Zoom mình thấy có những người tu bấy 80 năm, anh hai thấy rõ rệt, sau cùng không có một hiện tượng vãng sanh. Có những người có niệm Phật nhưng mà lại mất vãng sanh, trong khi đó cũng có những người niệm Phật mà ra đi đến người giơ tay vẫy chào. Tại sao nó có hiện tượng lạ lùng như vậy? Chắc là anh ai hiểu mà lấy cái đó là kinh nghiệm cho chính mình. Người mà vãng sanh là cái người chí thành trong thực niệm Phật và tha thiết được vãng sanh, chứ không có gì cả, đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Còn những người mà mất vãng sanh là thường thường nếu mình điều tra cho sâu hơn nữa là người đó cứ nghĩ rằng là mình công phu tốt, nghĩ rằng là mình tu hành tốt, nghĩ mình là không có trở ngại gì đâu. Thường thường là như vậy, này thấy rõ rồi. Đến nỗi có những người mà tu rất là tinh tấn, rất là tốt, nhưng sau cùng ví dụ như khi bạn đụng tu tới hộ niệm cho mình, người ta nói à chủ đó tôi biết rồi mà. Thường thường những người mà nói à chủ đó tôi biết rồi, chứ vì đấy coi rất khó phản thân. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Cho nên nếu mà anh hai lên những cái đường Zoom mà nghe, luôn luôn em cứ nhắc cái chữ chân thành, chí thiết nghe chưa vị, tha thiết nghe chưa vị, động viên cho được tinh thần. Em động viên được người ta thì em cũng động viên cho anh hai. Tại vì trong những cái giờ này mà hộ niệm, thực ra là cái tiếng niệm Phật này cũng giống như mình vô trong niệm Phật đường, không có gì khác hết. Nhưng mà quan trọng làm sao cho anh cái tinh thần của anh càng ngày càng thấm, càng ngày càng tha thiết, để cho anh được phản tranh, không có gì cả. Cũng là những người niệm Phật như vậy mà được vãng sanh. Nếu mà anh vội vã nghĩ rằng à bữa nay thì tôi không chưa có sao đâu, không còn người ta hộ niệm, chỉ còn anh có sưới một chút như vậy thôi, là tự nhiên em thấy lo lắng trong người vô cùng. Ngay trong niệm Phật đường chúng ta trước đây cũng vậy, có những người tu niệm Phật rất tốt nhưng mà sau cùng lơ là, không chịu nghe người hộ niệm thì đành chịu thua, nhìn thấy mà lắc đầu cũng biết làm sao được. Cho nên xin thưa thật là trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp nhiều lắm, anh ai có chấp nhận chuyện này không? Nhiều lắm anh ai ơi, không phải ít đâu. Bắn chim, suốt cá, ăn thịt là cái lẽ thường, mà còn đi lính, còn giết người, còn đi phục kích người ta, còn chiếu tay xé mũi người ta nữa, đúng không chị vậy? Đứng về thế gian pháp thì mình gọi là chiến đấu, đứng trên Phật pháp là mình tạo nghiệp giết người. Những cái linh hồn, những cái người mà mình giết đó nhất định người ta không bao giờ đanh đoạn mà để cho mình an ổn ra đi đâu. Xin thưa với này và tất cả chư vị đến chú cho, trong đời này mình có thể làm những chuyện đó thì trong những đời kiếp trước mình vẫn làm được những chuyện như vậy, thì đi đến cái đời này là cái phước báu mình đã đặt căn rồi, và cái oán thân cái chủ chập trùng đã chờ đợi từng phút từng giây để hãm hại mình. Anh hai và tất cả chư vị nắm cho vững cái điều này. Thì bây giờ đây mình muốn giải ách nạn này làm sao đây? Chắc chắn anh hai đã hiểu. Lòng chân thành sám hối. Nguyện mong cho tất cả chư vị đây luôn luôn là phải lòng chân thành sám hối. Mà chân thành sám hối không có nghĩa là cứ quỳ trước A Di Đà, cái Nam Mô A Di Đà, con xin chân thành sám hối, xin Phật cứu con. Không phải như vậy. Mà chân thành sám hối nghĩa là mình phải quyết lòng, thấy rõ mình có nhiều việc sai lầm, sai lầm dữ lắm. Một lần mà kinh cãi với vợ con mình cũng thấy tạo nghiệp, chứ bị cái đồng em. Một lần mà ghét một người nào mình đã tạo nghiệp, một lần mà ý một cái gì là mình tạo nghiệp. Tất cả những cái nghiệp đó nó dồn lại trong cái tâm mình, nhất là trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Nó không đánh mình lúc mình còn ngồi được, nó không xứ mình lúc mình còn tỉnh táo, mà nó xứ ngay trong lúc mình nằm mà không yên, nguy hiểm là chỗ đó. Cho nên xin thưa với anh em có tất cả chị vị, một lần hộ niệm thế này là chúng ta nhắc nhở nhau để chúng ta giải tỏa bằng cách nào. Nhất định chính anh hai phải chấp tay lại thành tâm
gọi là sám hối nghiệp trước. Anh hai có đồng ý không? Viết làm không? Chấp tay lại nè. Khi mà chấp tay lại này, có nghĩa là mình thành tâm sám hối nghiệp trước, rồi ban hộ niệm chúng ta mới thành tâm dịu dàng. Xin thưa với chư vị là khi một lần mà đi hộ niệm cho những người còn tỉnh táo, đừng bao giờ thấy như vậy là không có ơn cúng thần đế chủ độc có. Ngay trong niệm Phật đừng có, ngay trong một đạo tràng mà một cái chùa lớn cũng có như thực. Tức là nghiệp ai lấy trả mà người ta vẫn có thể xử trữ mình như thường. Thì cái lòng chân thành của người bệnh nó quan trọng vô cùng, thực sự quan trọng vô cùng. Như vậy thì bắt đầu từ đây đừng bao giờ mình nghĩ tới những chiến thắng này, những chiến thắng nọ trong chiến tranh mà mình nghĩ là mình thắng. Không, trong chiến tranh không có người thắng, mà chỉ có cái bại. Bại gì? Bại trước sanh tử luân hồi, bại trước ba đường ác đá nào. Từ một vị tổng thống cho đến một vị đại tướng, cho một vị trí quy gì, thắng gì thắng, vinh quang gì vinh quang, nhưng mà sau cùng nằm ngay đơ theo nghiệp thọ nặng, tức là thất bại. Như vậy chúng ta bây giờ đi con đường là chiến thắng sanh tử luân hồi, mong này hết như vậy. Cho nên cái lòng chí thành chí kính này nó giúp cho anh hai vượt qua tất cả những ác nạn đó. Anh hai đồng ý không? Rồi bây giờ em thay mặt cho anh hai điều giải chư vị ấn thần đại chủ. Mình hãy nghĩ rằng tất cả những vị oán thần trái chủ không bao giờ rời mình qua, không bao giờ rời mình đâu. Chỉ vì mình còn tính, chỉ vì mình còn sức khỏe, chỉ vì mình còn có bao nhiêu người hỗ trợ cho mình, người ta chưa đụng chạm gì tới mình, để ru mình ngủ đến cái giai đoạn cuối cùng người ta ra tay là xong. Như vậy thì nếu thực sự mình là người có tội, thành tâm sám hối trước, quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương với ý nguyện vãng sanh về Tây Phương, mình là người thành đạo. Đem cái năng lực của người thành đạo đó mà đi đến khắp mười phương cứu độ chúng sanh, để mà trả cái lệ nhân quả. Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Còn hay hơn vô lượng lần là chui xuống cái địa ngục để cho người ta dập nên đập đến mình, để mà mình ta quá tả cái chuyện đó đau khổ lắm, không tốt. Đi về Tây Phương thành đạo, mình hạnh phúc, an lạc, vô tranh vô tướng mà cứu độ vô lượng của viên chúng sanh. Cho nên anh này nhớ cho kỹ. Bây giờ xin như vậy mình thành khẩn nha, thành khẩn để mà khẩn nguyện chư vị mà có liên hệ với Phật tử Phan Tấn Lộc, pháp danh Huệ Thọ. Xin chư vị biết rõ được cái tâm trạng sám hối, cái tâm trạng khổ đau vì lúc mê mờ tạo nên nghiệp chướng của Phật tử Phan Tấn Lộc, pháp danh Huệ Thọ, mà chư vị hãy cùng nhau phát tâm niệm Phật để cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc, để một cơ hội này chư vị cũng như tất cả đồng tu ở đây thoát tất cả cảnh đọa lạc khổ đau, cùng nhau thành đạo. Mỗi người chúng ta thực sự đều có khả năng thành đạo trong một đời này, vì chính cái chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta là một đức Như Lai. Chỉ vì chúng ta quên mất đạo lý này mà trong vô lượng kiếp qua cứ chạy theo hận thù để đánh phá lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau vô tình. Những cái lòng vòng lẫn quẩn đọa lạc này trôi mãi chúng ta từ trong vô lượng kiếp đến giờ vẫn còn tiếp tục trôi. Hôm nay xin chư vị hiểu được rằng tự tánh của ta là đức Như Lai, hãy mau mau niệm A Di Đà Phật, chính là niệm ngay cái chân tâm tự tánh của mình ứng nghiệm. A Di Đà Phật sẽ đưa rước đón chân tâm của chính mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Mình không chạy theo ngã luân hồi khổ nạn, mình không chạy theo tam đồ ác đạo nữa. Mình quyết lòng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử đồ lạc, chấm dứt tất cả nỗi vô thường của thế gian này,
mà trở về với chân tâm thành đạo. Một tích tắc trở về Tây Phương, một tích tắc gặp A-di-đà Phật, gặp chư Phật mười phương, chúng ta thành đạo vô thượng. Mong chư vị hiểu được như vậy, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, quyết lập từ đây xả bỏ oán thù, quyết định không chấp nê vào cảnh vô thường này nữa, cùng nhau thành tâm chí thành chí kính niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật đã phát đại thệ quyết lòng cứu độ chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta quyết lòng niệm danh hiệu Ngài cầu về nước Ngài, tâm tâm cảm ứng chư vị đều được thoát vòng khổ nạn, đều được trở về Tây Phương thành đạo. Nguyện mong cho những lời nói chân thành khẩn thiết này chư vị thông cảm ngộ ra, cùng nhau hộ niệm dẫn dắt giúp đỡ Phật tử Phan Tân Lộc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, giúp cho một người vãng sanh Tây Phương thành đạo, công đức vô lượng vô biên. Nguyện mong chư vị đem công đức này cũng mau mau tìm đường trở về Tây Phương Cực Lạc, cùng nhau thành đạo nhé. A Di Đà Phật. Nhớ nha anh hai nha, thành tâm. Những lời em nói là để nhắc nhớ cho mình thành tâm. Bây giờ niệm Phật nữa, niệm Phật từng câu thành tâm. Quan trọng là cái chân thành của anh, cảm thông. Chí thành mới cảm thông, không chí thành nhất định không cảm thông. Nghe nha anh hai nha, nhớ cho kỹ. Người nào chân thành nhất, người đó vãng sanh dễ nhất. Người nào tha thiết nguyện vãng sanh, người đó được vãng sanh. Chứ không phải tu dối, tu dở chưa vị nhớ. Không phải tu dối mà được vãng sanh, nhưng mà lòng chí thành tha thiết được vãng sanh. Nhớ anh này, nhớ tất cả chưa vị nha. Mình nói chung với nhau, thôi bây giờ niệm Phật. Chí thành và niệm Phật nhất định nha. A Di Đà Phật. A